Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 4 năm 2015 để nghe và cho ý kiến về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh tháng 4 năm 2015, nhiệm vụ và giải pháp tháng 5 năm 2015, báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước tháng 4 năm 2015, nhiệm vụ và giải pháp tháng 5 năm 2015 và một số nội dung quan trọng. Đồng chí Nguyễn Xuân Đường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì phiên họp. Trong tháng 4, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã lãnh đạo các ngành và địa phương tập trung sản xuất vụ xuân, phòng trừ dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi, tập trung thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, rà soát những vướng mắc tồn tại trong thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản, tập trung giải phóng mặt bằng cho các dự án trọng điểm. Theo bảng xếp hạng về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2014, Nghệ An xếp thứ 28, vươn lên 18 bậc so với năm 2013, thuộc hạng khá so với các tỉnh thành trong cả nước. Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh PAPI của Nghệ An năm 2014 cũng tăng 10 bậc, đứng thứ 27 trên bảng xếp hạng. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 4 tháng đầu năm 2015 ước đạt hơn 2.500 tỷ đồng, tăng 18,2% so với cùng kỳ năm 2014. Nhiều sản phẩm công nghiệp tăng so với cùng kỳ, tập trung triển khai tốt công tác chuẩn bị cho mùa du lịch năm 2015, tiếp tục đẩy mạnh công tác thu ngân sách nhà nước chống thất thu thuế. Đánh giá cao những kết quả đạt được và chỉ rõ những tồn tại trong tháng 4 năm 2015, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Xuân Đường yêu cầu trong tháng 5, các ngành địa phương tập trung chỉ đạo đại hội đảng các cấp, chỉ đạo sản xuất vụ xuân đạt kết quả cao nhất, chủ động phòng chống hạn, phòng cháy chữa cháy rừng, dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, kịp thời cấp xi măng để các địa phương đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, chỉ đạo quyết liệt thu ngân sách, đẩy mạnh thu hút đầu tư, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, chăm lo tốt cho công tác văn hóa xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Cũng trong sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã nghe và cho ý kiến về dự thảo nghị quyết về phê duyệt ngân sách cho tiểu dự án, đầu tư trang bị, phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh từ năm 2015 đến năm 2018. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Xuân Đường yêu cầu cảnh sát phòng cháy chữa cháy xây dựng kế hoạch mua sắm trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác chuyên môn, chuyển sở kế hoạch đầu tư phê duyệt để đưa vào nguồn ngân sách năm 2016 trình Hội đồng Nhân dân phê duyệt. Đối với mẫu phác thảo tượng đài Xô Viết Nghệ Tĩnh, Hội đồng Nghệ thuật do Ủy ban Nhân dân tỉnh thành lập đã chọn được một mẫu xuất sắc trong số 8 mẫu tham gia cuộc thi sáng tác mẫu phác thảo tượng đài Xô Viết Nghệ Tĩnh. Chiều nay, sau khi nghe tác giả có tác phẩm được đánh giá xuất sắc nhất thuyết minh về mẫu phác thảo và báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng chí Nguyễn Xuân Đường, Ủy ban Nhân dân tỉnh cơ bản nhất trí với mẫu phác thảo. Đồng thời, lưu ý Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần nghiên cứu kỹ hơn về mẫu, trưng bày mẫu phác thảo tại khu di tích để người dân được tham gia góp ý kiến và tiếp tục tiếp thu các ý kiến để hoàn thiện mẫu phác thảo. Tiếp đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã nhất trí thông qua dự thảo nghị quyết về quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Theo đó, quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường đến năm 2020 gồm 4 loại sau: đá xây dựng, cát, sỏi xây dựng, sét gạch, ngói, đất san lấp với 543 điểm mỏ. Về đề án thành lập trung tâm tiết kiệm năng lượng trực thuộc Sở Công Thương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Sở Công Thương bổ sung thêm nhiệm vụ và tính toán thêm công việc để trung tâm có thể tự chủ tài chính, đảm bảo hoạt động về lâu dài, hoàn chỉnh đề án trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt để thành lập trung tâm. Cũng trong chiều nay, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã báo cáo về kế hoạch giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh năm 2015 và giai đoạn 2016-2020. Theo báo cáo, đến cuối năm 2014, cả tỉnh có gần 23.000 người chưa có việc làm và hàng vạn lao động thiếu việc làm. Dự báo từ nay đến năm 2020, hàng năm số lao động trên địa bàn tỉnh sẽ bổ sung tăng thêm từ 3,3 đến 3,5 vạn người một năm, nên dự kiến nhu cầu lao động cần giải quyết việc làm từ năm 2015 đến 2020 là hơn 223.000 người. Kết luận nội dung này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Xuân Đường đề nghị Sở Lao động Thương binh và Xã hội xây dựng kế hoạch thành đề án giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh năm 2015 và giai đoạn 2016-2020, bổ sung thêm các giải pháp cụ thể và cách thức tổ chức thực hiện phù hợp để triển khai đề án một cách có hiệu quả.